Cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng, tông đồ cầu nguyện. Cùng Chúa Giêsu buổi sáng, con mở lòng đón nhận ngày mới và thân thưa với Cha rằng con biết Ngài đang đặt niềm tin nơi con. Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói, vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. Con được sai đi cùng với những người khác để thực thi sứ mệnh của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, nếu Chúa Kitô thu hút bạn, nếu bạn di chuyển và làm mọi việc bởi vì bạn bị thu hút bởi Chúa Kitô, thì những người khác sẽ nhận thấy điều đó mà không cần nỗ lực. Khó khăn xảy đến là điều không thể tránh được, nhưng con có thể trông cậy vào Thiên Chúa bởi Ngài ban cho con sự khích lệ thông qua sự khôn ngoan của các bậc cao niên. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con ra trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Cùng Chúa Giêsu trong ngày, con nghỉ ngơi đôi chút, nhìn lại buổi sáng của mình và dâng lời cảm tạ. Các cuộc gặp gỡ của con thế nào? Con có hoan nghênh sự hiện diện của những anh chị em của mình và có nhận ra giá trị của họ không? Những người lớn tuổi thường giúp sức và nâng đỡ người trẻ, và đó cũng chính là dấu chỉ tình yêu của Chúa trong hiện tại và trong lịch sử. Những lời nói, những cử chỉ quan tâm hay sự hiện diện đơn thuần của các bậc cao niên giúp người trẻ nhận ra rằng lịch sử không bắt đầu từ họ, mà người trẻ là những người thừa kế con đường cũ và cần phải tôn trọng những người đi trước. Con đổi mới lời cầu nguyện với tâm tình nhìn nhận bản thân là một phần của sứ mệnh chung. Cùng Chúa Giêsu buổi tối, khi ngày sống đang dần khép lại, con xin cảm tạ Cha vì những ơn lành mà Ngài đã ban tặng trong hôm nay. Những người con gặp gỡ hôm nay đã đem đến những câu chuyện, những sự việc và những trải nghiệm đầy phong phú của họ để chia sẻ với con. Lạy Chúa, xin cho con biết cảm ơn họ cách đặc biệt vì những giá trị mà họ mang lại trong cuộc sống của con cũng như của người khác. Lạy Cha, xin tạ ơn Ngài vì câu chuyện đời con, và vì Ngài vẫn đang tiếp tục hoàn thiện câu chuyện ấy. Con sẽ đặt tên gì cho ngày sống này, khi nhận ra rằng đó là một chương trình tiếp theo trong câu chuyện cuộc đời mình. Con viết xuống, và xin Chúa giúp con tiếp tục viết các chương sau cùng với những người anh chị lớn tuổi đã mở đường cho mình. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.